Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, lăn bánh được 13 vạn km các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Chevrolet Cruze nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản LT, phiên bản LTZ các bạn nhé. Thì phiên bản LT là phiên bản đủ phiên bản số sàn, còn phiên bản LTZ là phiên bản đủ phiên bản số tự động quý vị các bạn nhé. Nó còn phiên bản LS là phiên bản thiếu nữa các bạn ạ. Phiên bản LT này thì nó cao cấp hơn phiên bản LS. Phiên bản LT này thì xe cũng đã được trang bị full option. Nhìn về bên ngoài thì quý vị các bạn thấy được luôn là đã có la răng đúc nguyên bản theo xe và cửa sổ nóc cũng nguyên bản theo xe. Bên trong thì nó có vô lăng tích hợp các phím điều khiển này và có cả sấy ghế các bạn nhé. Đấy, phiên bản đủ thì nó đầy đủ luôn. Đấy, cửa sổ nóc rồi này các bạn này. Phiên bản này là phiên bản LT các bạn nhé, phiên bản số sàn, phiên bản đủ bạn ạ. Và chiếc xe này được sở hữu với màu tím khoai môn bạn nhé. Màu tím này nếu như để ở thời tiết râm mát, đấy, trong bóng râm ấy, là nhìn nó giống như màu xám, không phát biện ra là màu tím đâu. Chính vì vậy cho nên là tôi quay chiếc xe này tôi để ra trời nắng, tôi chọn lúc trời nắng nhất và chỗ nắng nhất tôi để tôi quay, để nó phát hiện ra được là cái màu thật của chiếc xe. Và dưới ánh nắng thì cái màu tím này nó rất là đẹp các bạn này. Đấy, nếu như để trong bóng râm thì nó chỉ là giống như một chiếc xe màu xám thôi các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ ra ánh nắng này thì nó có thêm cái màu tím nhạt nhạt, kiểu màu tím khoai môn bạn nhé. Và chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 189 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze 2011 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT 2011 này các bạn nhé. Một chiếc xe một chủ từ đầu rất là đẹp rồi. Nhìn về phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, phần sườn bên lái này rất là đẹp luôn, chưa có bị móp méo gì đâu. Sơn bên ngoài cũng chỉ là do xước sát mà thôi các bạn nhé, chứ không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Nhìn về phần đầu, phần ba là sốc trước của xe thì từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn. Và xe cũng đã được trang bị cả đèn gầm rồi. Đấy, và cụm đèn pha rất là mới, rất là sáng được các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và bên này là cái phần nước sơn bên phụ. Đấy, phần nước sơn bên phụ cũng đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Là răng đúc hết cả rồi. Đấy, và hệ thống phanh ABS với phanh đĩa cả 4 bánh các bạn nhé. Đấy, đằng sau cũng là phanh đĩa rồi các bạn ạ. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị và các bạn thấy được luôn đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi nguyên bản theo xe. Và toàn bộ hệ thống cụm đèn hậu này đều rất đẹp này, chưa có bị xước sát, chưa có bị nứt vỡ gì cả các bạn nhé. Rất đẹp này, chữ này, logo đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng rất là cẩn thận này, đã dán phin cách nhiệt là phin Luma của Mỹ xịn luôn các bạn nhé. Phin Luma xịn thì mới có cái tem này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhìn về phần bên ngoài thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái nội thất bên trong cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa phía trước thì toàn bộ những phần keo chỉ này là nguyên zin này. Up đi cánh cửa cũng còn nguyên zin luôn bạn nha, rất đẹp luôn, không những còn nguyên zin và còn rất là mới này. Đấy, chưa có bị mòn miết gì đâu bạn này. Đấy, toàn bộ về tắp đi, tắp lô, tắp đi đều rất đẹp luôn bạn này. Đấy, đồng hồ công tơ mét 13 vạn zin luôn các bạn nhé. Vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp rồi này. Đấy, cửa sổ nóc này, phiên bản này có cửa sổ nóc rồi bạn nhé, phiên bản đủ này, cửa sổ nóc. Và đặc biệt là cái bộ ghế là ghế nỉ nguyên bản của xe vẫn còn các bạn nhé. Ghế nỉ còn nguyên bản đấy và rất mới đây các bạn xem này. Đấy, một chiếc xe 2011 tính ra là 13 năm sử dụng rồi, mỗi năm chạy 1 vạn. Đấy, cho nên là chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc này. Đấy, và sản xuất năm 2011 này.
2011 các bạn nhé. Động cơ là 1.6 DOHC này, cái động cơ của xe các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Toàn bộ những cái phần bậc cửa này cho đến những cái phần sàn đều rất đẹp luôn bạn ạ. Tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái từ keo chỉ cánh cửa này. Còn nguyên zin luôn, rất đẹp này. Táp bi cũng rất mới này. Đấy, và toàn bộ những cái phần ghế nỉ phía sau này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ghế nỉ phía sau này thì đẹp hơn, mới hơn luôn các bạn ạ. Đấy, lót sàn này, mỉ thảm sàn nguyên zin của xe còn nguyên và rất mới luôn bạn này. Đấy, rất đẹp luôn bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và bạn xem về cái phần cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Cốp sau cũng có công tắc bấm ở đây. Đấy, cốp sau thì toàn bộ từ keo chỉ cốp sau là nguyên zin rồi này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý vị các bạn nhé. Keo chỉ là nguyên zin này. Phần mỉ này cũng còn rất đẹp luôn bạn này. Đấy, ở những chiếc xe sedan hạng C nói chung và chiếc xe Cruise này nói riêng, cốp sau đều rất là rộng luôn bạn nhé. Đấy, cốp sau rất là rộng này. Và đặc biệt là những chiếc xe này thì ít có xe chạy dịch vụ lắm bạn nhé. Cho nên là những cái nỉ này nó còn rất đẹp luôn bạn này. Đấy, phần nỉ đều rất đẹp luôn bạn nhé. Không chạy dịch vụ luôn bạn nhé. Và chiếc xe này thì những chiếc xe nhập khẩu thì xe không được trang bị lốp sơ cua đâu các bạn ạ. Nó giống như chiếc xe Lacetti đấy ạ. Chỉ được trang bị là cái bơm. Đấy, bơm và cái hộp keo vá. Đấy, khi chúng ta bị thủng xăm là chúng ta cắm cái bơm và cái hộp keo vá này vào để cho keo nó tự tìm đến cái chỗ thủng để nó tự vá cho chiếc xe các bạn nhé. Đấy, và còn nguyên zin đẹp như này đây các bạn xem này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, trong cái khoang cốp sau này cũng đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nguyên keo của nhà sản xuất này. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp rồi. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước, phía sau, xin lỗi quý vị bạn, đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ bạn nhé. Từ keo chỉ cánh cửa nguyên zin này, táp bi cánh cửa nguyên zin rất là đẹp. Toàn bộ từ táp bi đến phần nội thất phía sau này đều là nỉ zin, không những còn zin và còn rất là mới bạn nhé. Đấy, thảm lót chân như bạn xem này, bên này này mất một cái lót chân nguyên zin rồi. Đấy, lót chân còn nguyên luôn bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía trước bên phụ này, từ keo chỉ cánh cửa nguyên zin này, táp bi cánh cửa đây rất là mới, rất là đẹp. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, táp bi táp lô đều rất đẹp này. Nội thất rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Ghế nỉ này, ghế bên phụ này ngồi ít hơn cho nên là còn mới hơn. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Từ cửa nóc này, những phần nỉ trần này, những phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Một chiếc xe 2011, 13 năm sử dụng rồi, với 13 vạn km, mỗi năm 1 vạn cho nên là rất là đẹp luôn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Về phần động cơ thì tôi sẽ tắt cái máy đi để cho nó, tôi sẽ tắt cái phần động cơ đi để cho nó đỡ nóng, quay cho nó dễ các bạn nhé, không là giơ điện thoại vào là nó sẽ ngắt mất. Đấy, dưới nắp capo này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.6 lít và động cơ DOHC các bạn nhé. Đây, tôi sẽ mở cái nắp capo này lên. Nóng quá quý bạn ạ, thời tiết hôm nay rất là nắng. Đấy, về động cơ thì bạn thấy đây ạ, Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Cruise 2011 này là một cái khối động cơ DOHC Ecotec này này, 1.6 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị và các bạn nhé. Cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu thôi các bạn ạ. Và ở cái động cơ này thì mới chạy có 13 vạn, mỗi một năm 1 vạn là 13 vạn cho nên là nó còn rất là mới này. Toàn bộ các chi tiết ở trong cái khoang động cơ này là còn đều hoạt động rất là tốt các bạn nhé. Nguyên zin và hoạt động rất là tốt luôn các bạn này. Toàn bộ từ ốc cabo này đến keo chỉ cabo là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Những cái tem trong cabo này còn nguyên zin này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Một chủ từ đầu cho nên là người ta đi khá là giữ gìn, cho nên là không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn xem đây ạ. Chưa có bị lỗi gì cả các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Chevrolet Cruise phiên bản LT sản xuất năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu và lăn bánh đúng 13 vạn km. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản và chúng tôi đang bán với giá là 189 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruise
2011 nhập khẩu nguyên chiếc này. Hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Cruze 2011 nhập khẩu nguyên chiếc này quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.